Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tổng Bí thư Trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ Vạn Thịnh Phát và Trương Mỹ Lan Theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định Trương Mỹ Lan và Đồng Phạm đã chiếm đoạt tổng số tiền 304.000 tỷ đồng Chưa kể số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc lên đến hơn 129.000 tỷ đồng Tổng cộng bà Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại cho nhà nước và khách hàng tổng số tiền 433.000 tỷ đồng trong lúc tổng thu ngân sách tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị đầu tàu với kinh tế Việt Nam vào năm 2022 là 471.000 tỷ đồng. Như vậy, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, bà Trương Mỹ Lan đã làm thất thoát số tiền gần bằng tổng thu ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh trong cả năm 2022. Trong vụ này, ngân hàng nhà nước phải chịu trách nhiệm về mặt quản lý vì đã bỏ qua các sai phạm gian lận của SCB. Điển hình tất cả các thành viên của đoàn thanh tra ngân hàng SCB đều nhận hối lộ. Trong đó, Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong vai trò là trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu đô la, tức là tương đương khoảng 118 tỷ đồng. Thành viên đoàn thanh tra cũng nhập thấp nhất là 100 triệu đồng mỗi người. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Đảng Cộng sản Việt Nam thì luôn tự cho rằng họ là lực lượng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội. Vậy câu hỏi đặt ra là ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất trong lịch sử này? Hỏi cũng chính là câu trả lời. Từ nhiều năm nay, công luận đã đặt câu hỏi ai là chủ nhân thực sự của tập đoàn Vạn Thịnh Phát? Cựu bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, cựu ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải hay bà Trương Mỹ Lan đây. Bởi bà Trương Mỹ Lan đã nhận được sự giúp đỡ hết sức đắc lực của sâu chúa Lê Thanh Hải và nhờ đó mà phất lên nhanh chóng. Được biết bà Trương Mỹ Lan tên thật là Trương Muội, sinh năm 1956, xuất thân từ một tiểu thương bán vải bình thường ở chợ An Đông. Nhờ trời, bà Trương Muội đã gặp và kết nghĩa chị em với bà Trương Thị Hiền, em gái của cựu Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa đồng thời là phu nhân của Lê Thanh Hải, tức Hai Nhật, bí thư quận ủy quận 5 lúc đó. Nhờ vậy chỉ sau một thời gian rất ngắn, cuộc đời của bà Trương Muội đã thay đổi hoàn toàn, nhất là sau khi bà Trương Muội đổi tên thành Trương Mỹ Lan cho gần giống với tên của cựu phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa. Trong một thời gian khá dài, nhiều người cứ nghĩ rằng bà Trương Mỹ Lan là em gái của cựu phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hòa vì lý do là như vậy. Nhà báo Hoàng Linh, cựu phóng viên báo tuổi trẻ tiết lộ trên trang Facebook cá nhân rằng Chị Lan, gia đình mình rất bất thình lình Giàu có, Eric Chu, chồng chị Lan từ Đại Lục sang Hồng Kông Làm tiếp thị bia rồi sang Việt Nam vẫn làm tiếp thị cỏ con Chị Lan cũng khởi nghiệp với chút vốn như một tiểu thương Rồi chị lọt vào mắt xanh của chị 246 Nói thế để thấy xuất thân của bà Trương Mỹ Lan và trồng chu độc cơ cũng hết sức bình thường, hầu như không có bao nhiêu vốn liếng và tài sản khi khởi nghiệp. Ông Tổng Bí Thư Già Nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và ông Lê Thanh Hải Theo giới quan sát, trên thực tế, nhờ dựa vào thế lực của gia tộc Lê Thanh Hải, vạn thịnh phát của Trương Mỹ Lan đã phất lên rất nhanh. Từ những năm Lê Thanh Hải làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đến khi ông Lê Thanh Hải lọt vào Ủy viên Bộ Chính trị và giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Lập tức bà Trương Mỹ Lan quay ra thâu tóm đất đai vàng và trở thành trùm tài phiệt bất động sản số 1 ở Việt Nam. Kể từ đó, Vạn Thịnh Phát trở thành một tập đoàn khổng lồ với tổng số tiền vốn lên đến, đến hàng tỷ đô la. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các doanh nghiệp liên kết sở hữu rất nhiều bất động sản có giá trị đất vàng, đất kim cương, đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh nghĩa là nhờ vào thế lực và sự bảo kê của Lê Thanh Hải, hầu hết các công sản ở Sài Gòn mang ra bán đấu giá đều lần lượt rơi vào tay nhà tài phiệt có tên là Trương Mỹ Lan. Mối quan hệ giữa sầu chúa Lê Thanh Hải và bà Trương Mỹ Lan được coi là mối quan hệ thâm tình trên mức bình thường. Đó là chuyện người vợ không cưới nhưng có hai mặt con với Lê Trương Hải Hiếu, trưởng nam của lãnh chúa Lê Thanh Hải, chính là ông Trương Bảo Phương. Ít người biết cô Trương dường như là con nuôi của Trương Mỹ Lan và có thời gian hàng chục năm giữ tay hòm chìa khóa cho bà Trương Mỹ Lan. Lâu nay công luận vẫn thắc mắc không hiểu vì lý do gì mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị người đứng đầu cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực trung ương không đưa Trương Mỹ Lan vào diện án điểm để cơ quan này theo dõi. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm của Việt Nam nếu như vậy chắc chắn sẽ tránh được thất thoát lớn chưa từng có do bị can Trương Mỹ Lan gây ra trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Câu chuyện này chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ ở phần sau để quý vị thấy trách nhiệm đối với vụ án Vạn Thịnh Phát không chỉ dừng lại ở vai trò của ông Lê Thanh Hải mà còn là trách nhiệm của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhất là ông Trọng thường xuyên khẳng định công cuộc chống tham nhũng không có vùng cấm, không có vùng tránh. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao con voi Vạn Tịnh Phát vẫn chui lọt được lỗ kim như thế? Chúng ta hãy cùng chờ xem vùng né của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng là gì và vì sao mà tải tình đến như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tổng Bí Thư Trọng chịu trách nhiệm gì trong vụ Vạn Tịnh Phát và Trường Mỹ Lan. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu đô la. Lê Minh Hưng nóng lít tổng trọng không yên. Cựu cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước bà Đỗ Thị Nhàn đã bị cơ quan điều tra cáo buộc tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ, tức là tương đương 118 tỷ đồng để bao che bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Đó là nội dung trong kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành được truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 18 tháng 11. Điều đó cho thấy công tác quản lý của nhà nước về hoạt động ngân hàng hết sức yếu kém và có rất nhiều lỗ hổng. Vụ vạn thịnh phát, cả đoàn thanh tra đã bị mua chuộc để mà bưng bít cho sai phạm của SCB. Tờ báo tuổi trẻ vào ngày 19 tháng 11 đưa tin, vụ vạn thịnh phát, cả đoàn thanh tra bị mua chuộc để bưng bít cho sai phạm. Bản tin cho biết liên quan vụ Phạm Thịnh Phát, ngoài cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu đô la, thì các thành viên còn lại trong đoàn thanh tra đều nhận tiền của SCB ít nhất là hơn 100 triệu và người nhiều thì nhận nhiều nhất là 8,7 tỷ đồng. Tình trạng cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước nhận hối lộ để bỏ qua các sai phạm với mục đích bao che, bưng bít, báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra cho Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo xử lý các sai phạm của ngân hàng SCB là vấn đề mang tính hệ thống đã kéo dài trong rất nhiều năm rồi. Từ đó, các cơ quan quản lý đã không có điều kiện để kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm trong vụ việc tham nhũng tài sản lớn xảy ra tại ngân hàng SCB gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước và người dân. Việc bà Đỗ Thị Nhàn chỉ mới là cục trưởng của Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước năm 2018 với chỉ một ngân hàng SCB mà đã nhận số tiền hối lộ đến 5,2 triệu đô la thì đằng sau đó còn có biết bao nhiêu vấn đề cần được làm rõ. Bộ Công an cho biết bà Đỗ Thị Nhàn đã ba lần nhận quả biếu từ ngân hàng SCB mà cụ thể là lần đầu tiên vào giữa tháng 3 năm 2018 bà Nhàn nhận một túi quà trong túi được 200.000 đô la ngay tại phòng làm việc. Tiếp đó, từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2018, bà Nhàn đã hai lần nhận hối lộ, một lần nhận một thùng xốp đựng 1 triệu đô la, một lần thứ hai nhận hai thùng xốp, mỗi thùng chứa 2 triệu đô la tại nhà riêng. Ông Lê Minh Hưng, tránh văn phòng Trung ương Đảng, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Kết luận điều tra của Bộ Công an thể hiện rõ khi nhận quà bà nhàn đã hỏi ông võ tấn hoàng văn tổng giám đốc ngân hàng scb đó là tiền gì thì ông võ tấn hoàng văn nói rằng đây là tiền của bà trương mỹ lan cảm ơn bà vì đã trợ giúp scb trong quá trình thanh tra tờ báo tuổi trẻ cho hay bà đỗ thị thạch nhàn đã nhận khoản tiền nêu trên do đã hướng dẫn ngân hàng scb cách xóa dấu vết về các sai phạm của ngân hàng này trong hoạt động cho vay đồng thời đã bỏ qua không xử lý nhiều sai phạm của ngân hàng này dư luận xã hội cho rằng với số tiền 5,2 triệu đô la, bà Nhàn không thể hưởng một mình mà phải chia chác cho nhiều người khác không nằm trong cục thanh tra. Đây chỉ là một vụ việc của một cá nhân đối với một ngân hàng. Vậy thì còn hàng chục ngân hàng khác sẽ xử lý như thế nào? Điều đó cho thấy việc sự lũng đoạn trong thao túng của các nhóm lợi ích đối với quyền lực nhà nước như ở chỗ không người vậy. Dưới danh nghĩa thanh tra các sai phạm trong lĩnh vực ngân hàng là việc làm thông suốt có sự chỉ đạo từ trên xuống dưới mà mục đích cuối cùng cũng chỉ là thành cha thành mẹ thành gì cứ có phong bì thì nó thành giùm xin nhắc lại tại hội nghị trung ương 8 khóa 13 vào tháng 10 năm 2023 một nhân vật đã bị đảng thịt đó là ông lê đức thọ đương kim bí thư tỉnh ủy bến tre nguyên tổng giám đốc việt tin băng ông thọ bị cáo buộc là có tiền gửi vào ngân hàng lên tới 3.000 tỷ đồng nếu tính cả cổ phiếu thì tổng tài sản công Thọ lên tới 4.000 tỷ đồng. Thông tin này có lẽ là đáng tin. Vậy mà tin hành lang tiết lộ cho biết Lê Đức Thọ phân bua rằng anh ta bị đánh hội đồng. Rằng Thọ làm sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước và hiện là tránh văn phòng Trung ương Đảng. Một nhân vật thân tín của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, con trai ông Lê Minh Hương, cựu Bộ trưởng Bộ Công an ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Các nguồn thảo tin cho biết những ông bà sở hữu ngàn tỷ không kém Lê Đức Thọ, từng là lãnh đạo chủ chốt ngân hàng đang hiện diện tại Trung ương khóa 13, như Bí Thư Trung ương Đảng, Tránh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Bí Thư Hương Yên, ông Nguyễn Hiệu Nghĩa, vân vân và rất nhiều quan chức khác đều có tài sản gửi nước ngoài và ngân hàng lưu trữ ít nhất cũng có vài trăm triệu đô la mà Việt Nam không biết được. Điều đó cho thấy nhóm lợi ích ngân hàng đã bắt tay nhau để bóp cổ các doanh nghiệp thông qua việc thanh tra để mà kiếm trác. Đây là việc cần phải làm rõ càng sớm càng tốt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Lãnh đạo ngân hàng nhà nước nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Lê Minh Hưng nóng đít, tổng trọng, không yên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề.